Chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Hôm nay rất là may mắn khi mà cua dạo quanh các server và bắt gặp được một anh môn phái tiêu giao kiếm, tiêu giao ngoại công, một môn phái mà phải nói là thời điểm hiện tại không ai chơi luôn, nhưng mà có một nhân vật cực kỳ kinh khủng lại lựa chọn. Anh ấy là ai? Cua che tên trước. Chút xíu là mình coi sao nha anh em. Thì mình show ra một vài chỉ số của anh ấy cho anh em xem. Đó chính là chí mạng đã lên 3k8, 100% chí mạng. Sát thương bạo kích 2k7, 300% sát thương bạo kích. Kháng chí mạng 3k5, 98 là cho 100% kháng chí mạng luôn đi. Kháng tất cả con ấy 6k3 là thấp nhất, cao nhất là 7k1. Phải nồi thiệt chứ, quá kinh khủng luôn anh em. Và anh ấy chơi tỷ lệ tăng, tỷ lệ rất là dữ dội luôn. Ghê không? Rồi, mấy cái tỷ lệ giảm rồi, cực kỳ khủng khiếp luôn. Anh này là ai? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem nha. Chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Trong video ngày hôm nay thì cô sẽ giới thiệu với anh em một nhân vật mà bữa giờ mình tìm kiếm rất là dữ dội, không ai chơi môn phái tiêu giao kiếm anh em. Nhưng mà nhân vật này đã lựa chọn tiêu giao kiếm, đó chính là anh Vô Địch Thần Long Server 8. Anh em cũng biết anh Vô Địch Thần Long là một trong những người có cách build những môn phái tăng cơ khủng khiếp phải nồi luôn. Và hôm nay anh ấy đã chuyển qua môn phái tiêu giao kiếm rất là bất ngờ, nên là có clip soi hàng liền. Tại vì mình đang kiếm những anh em nào mà môn phái tiêu giao á, với lại là nhất là tiêu giao kiếm, soi hàng coi những anh ấy chơi môn phái tiêu giao kiếm coi cảm nhận như thế nào. Và hy vọng trong tương lai sẽ có những cái video PK tiêu giao kiếm hoặc là đi tống kim của môn phái tiêu giao kiếm từ anh Vô Địch Thần Long, hoặc có thể là anh Vô Địch Thần Long để mình cầm mạc cũng được. Hy vọng, rất là hy vọng anh em. Thôi quay lại cái vấn đề chính, hiện tại là anh Vô Địch Thần Long đang có số binh giáp, đó chính là 5.473.523 binh giáp. Và cường hóa con ấy là 219 cường hóa. Hiện tại anh ấy mới tông sư 9 thôi, chưa lên tông sư 10 trở lên. Tông sư 10 trở lên thì nó mở cường hóa tiếp. Tấn công của anh ấy là 11k4, sinh lực của anh ấy là 220k, sức mạnh 3k5, sinh khí là 1k3. Anh em cũng biết là môn phái tiêu giao kiếm Winner Game thiết lập cho môn phái này theo cái hướng là khống chế. Tại vì dễ dàng lắm, anh em coi cái kỹ năng của môn phái tiêu giao kiếm, nó không có chiêu tăng tấn công cơ bản, nên là cái phái không có tấn công cơ bản, nó chỉ có nước là đi khống chế thôi. Mà khống chế đối với tiêu giao kiếm thì cái chiêu lướt nó không có cái gì hết ngoài cái việc chạy tới chạy lui, nên là tiêu giao kiếm bị mất đi cái lợi thế từ cái chiêu lướt đi. Rồi cái chiêu đánh thường là một cái chiêu bắt buộc là phải muốn đi theo cái thiên hướng khống chế thì bắt buộc phải đánh nhanh, khống chế người ta. Nhưng mà bộ kỹ năng của tiêu giao kiếm hiện tại đang rất là yếu, không có khả năng khống chế duy nhất từ cái chiêu số 2, chủ động số 2, đó chính là Bạch Hồng Quái Nhật. Nhưng mà cái chiêu này đánh 10 lần thì khống chế tầm khoảng có 2-3 lần thôi. Về sau tất cả mọi người đều build né tránh ít nhất cũng 30%, nên là khả năng chơi combo bằng cái chiêu Bạch Hồng Quái Nhật tuy đam rất là to nhưng mà không có khống chế. Rồi còn cái chiêu đánh thường thì đánh quá chậm, nên là cái việc mà nhà phát hành Vinagame thiên hướng chuyển hướng cái con tiêu giao kiếm này theo cái dạng khống chế thì hiện tại là chưa được phát huy sức mạnh, phải nói gọi là phế luôn. Hy vọng trong tương lai cái chiêu lướt của môn phái tiêu giao kiếm sẽ có thêm choáng, ít nhất một giây thôi cũng được nữa, lướt một giây này để cho người ta bị choáng được. Cái kiểu chiêu đánh thường phải đánh nhanh hơn nữa, đánh khoảng tầm tốc độ tăng lên 50%, hoặc tốt nhất là 50% thôi mình thấy là ok rồi. Nếu mà 100% với mục tiêu giao cầm thì ai chơi lại, đúng không? 50% thôi mình thấy là rất là ok. Để cho môn phái tiêu giao kiếm có thể áp sát và khống chế đối phương, nếu như mà đúng như cái ý định của Winner Game cho cái môn phái này thiên về khống chế. Tấn công cơ bản của anh ấy là 45%,
sinh lực cơ bản 177%. Nhiều ông coi cái clip của cô, thấy cô soi hàm mà cô nói ngoài là nhiều quá, cứ giống như bực bội rồi này nọ cái kiểu. Tại sao mày không soi hàm mà mày nói tầm bạ? Tại vì đến cái vấn đề như vậy là mình cũng có một vài góp ý của mình vô, chứ không phải là mình tối ngày mình soi hàm, mình nhìn mình đọc hôm nó cũng không có hay lắm. Đến cái khúc nào cần giải thích mình sẽ giải thích cho anh em, đến khúc nào cần góp ý là góp ý. Như vậy cái clip soi hàng vừa cho anh em coi top lực chiến người ta build như thế nào, vừa giải thích ra cho anh em, cho những anh em khác người ta chưa chơi cái môn phái đó hay là muốn chơi môn phái đó biết cái cách build như thế nào cho hợp lý. Đó, cái lý do cô làm những clip soi hàng là như vậy, nên là cái video mà mỗi lần soi hàng cô thường giải thích ra khá là nhiều. Nhớ anh em nào mà cảm thấy khó chịu thì không cảm cho cô nha, còn ông nào mà kiểu như bảo thủ quá, kiểu chửi mình các kiểu thôi lướt đi ha, lướt ra đừng có coi mấy video đó. Rồi qua cái chỉ số né tránh hiện tại đang là 1971, 35.48%, bỏ qua né tránh của anh ấy là 794. Mình nghĩ nếu như một cái con môn phái không chế thì bỏ qua né tránh cần nên tăng nhiều, hoặc là nếu anh em muốn chơi theo dạng solo thì anh em sẽ có thiên hướng là build tỷ lệ và thời gian luôn, bỏ luôn bỏ qua né tránh. Giống như anh Thiên Dương Bang, anh em cũng thấy là Thiên Dương Bang bây giờ là người ta không build bỏ qua né tránh nhiều, toàn build tỷ lệ thời gian rất nhiều. Đó, nếu như mà cái con tiêu dao kiếm này cũng chơi thiên hướng đó mà để solo á, solo thì có thể là build tỷ lệ thời gian nhiều lên, còn có thể là khỏi bị bỏ qua né tránh. Thì chắc chắn nếu như không bị bỏ qua né tránh vô những giao tranh tổng thì đánh mít không à, còn nếu như mà đánh solo thì mình có thể mình dùng cái tỷ lệ thời gian đó mà mình khống chế đối phương. Nên là thường là sẽ có hai cách build, một cách là full dam đánh cho trong giao tranh tổng là mình sẽ build bỏ qua né tránh, hai là đánh chỉ solo thôi là anh em sẽ chơi tỷ lệ thời gian, hai viên tỷ lệ thời gian luôn. Rồi cái sức mạnh là chí mạng, ví dụ vậy. Đá đòn là 7k4, 27.79%. Lý do tại sao mà mình có những cái suy luận là bỏ qua né tránh đồ này nọ, không phải là chỉ có một mình cái kinh nghiệm chơi của cua, mà mình có kinh nghiệm soi hàng của rất là nhiều người. Có môn phái Thiên Dương có người build bỏ qua né tránh, chí mạng, sức mạnh, tấn công. Đó, có người build là tỷ lệ tăng, thời gian tăng, sức mạnh, chí mạng. Đó, có rất là nhiều cái trường hợp như vậy, người ta đánh cua cũng thấy bơi ca luôn, nên là cua có được những cái kinh nghiệm để chia sẻ cho anh em. Đá đòn là 7k4, 27.79% tỷ lệ kích hoạt đá đòn. Đá đòn miễn thương là 2k4, 40.11%, sát thương phải chịu giảm đi nếu cái đá đòn này nó kích hoạt lên. Cái đá đòn miễn thương với lại đá đòn rất là ngon nha anh em. Rồi chí mạng là 3.873, 100% chí mạng. Sát thương bảo kích 2k7, 701 à, 701 đúng ngày sinh tôi luôn. Đó, này là 0701 mới đúng, này 2701 không đúng đâu. Rồi xin cái sát thương bảo kích là 300%. Quá dữ. Kháng chí mạng 3.533 chỉ số. Yeah. Gần 100% kháng chí mạng luôn mày. Quá dữ dội. Nếu như mà kháng chí mạng của chúng ta lên 100% thì miễn sát thương bảo kích chúng ta không cần quan tâm. Nhưng mà nếu kháng chí mạng của chúng ta lên chưa được 100% thì miễn sát thương bảo kích vẫn có tác dụng. Miễn sát thương bảo kích anh ấy là 110.42%. Quá cao. Bỏ qua kháng thổ 600 điểm. Kháng tất cả ít nhất là 6k3 và cao nhất là kháng thổ kháng hỏa. 7.131 điểm. Cao khiếp luôn. Cường hóa ngũ hành là 1k6, khi mà con tiêu dao kiếm này đánh vô những môn phái hệ thủy đam của nãy sẽ tăng thêm 46.57%. Hệ thủy đánh vô nãy đam sẽ giảm đi 46.57%. Tỷ lệ thọ thương, tỷ lệ tăng của nãy rất là cao, 720 điểm. Tỷ lệ thọ thương 1k1 luôn, quá dữ luôn. Tỷ lệ choáng 720. Thời gian tỷ lệ giảm thời gian thọ thương thì có một cái nè. Anh này chơi xét thầy kim mày. Tỷ lệ giảm là 1k2 mà thấp nhất là 958 luôn. Thời gian giảm của anh ấy thấp nhất là khoảng 280 ở thời gian thiêu đốt với lại thời gian làm chậm giảm. Thời gian thọ thương giảm này là chí mạng thời gian thọ thương giảm, xét thức kháng choáng. Thời gian kháng choáng cái này cũng có thể là kháng tất cả tấn công, thời gian choáng giảm này, kháng tất cả tấn công với lại là thời gian siêu giảm, khả năng là vậy. Coi đầu cái kiếm hệ kim bậc 11, sức mạnh chí mạng, sát thương chí mạng, tỷ lệ thọ thương, tấn công vật lý ngoại, điêu khắc 60%. Đến đây là nhiều anh em nói là
ôi cái con tiêu dao kiếm này chơi cái set này kim kia yên chi đúng không, bây giờ là phải dính thêm cái nữa là thọ thương nữa này, sai rồi, điếu sai rồi. Thật ra nếu như anh em chơi tiêu dao kiếm anh em sẽ biết được tiêu dao kiếm nó vừa có khống chế choáng vừa có khống chế thọ thương luôn, nên là có cái tỷ lệ thọ thương này ok được đấy, cũng được mà. Cái chiêu đánh thường với lại chiêu số 3 của nó là có tỷ lệ thọ thương đó anh em. Bỏ qua né tránh, chí mạng, tỷ lệ tăng và sức mạnh, đây là cái bộ văn cương mà anh vô địch thần long anh sử dụng. Thì mình nghĩ là về sau cũng phải có nhiều bộ qua né tránh đó anh em, tại vì bên kia người ta cũng chơi né tránh, mình không chơi bộ qua né tránh cũng kỳ đúng không, tốc độ mình không có nhanh bằng thằng thiên dương nó tốc độ quá lẹ đi, nên là anh em có thể không build bỏ qua né tránh, anh em build tỷ lệ tăng với lại thời gian tăng, nhiều anh em sẽ build theo thuyền hướng đó, bây giờ thiên dương là vậy. Rồi cái di truyền hay thổ bậc 11, hiện tại anh ấy mới có tông sư chính là chưa là có đồ bậc 12 anh em. Chí mạng, sát thương chí mạng, sinh khí, thương pháp, tỷ lệ làm chậm giảm và chính xác, sức mạnh, chí mạng, bỏ qua né tránh và tỷ lệ bất lợi ngũ hành tăng. Cái nhẫn trên hay thủy, sức mạnh, tấn công, chí mạng, đỡ đầu miễn thương, tỷ lệ thiêu đốt giảm và chính xác, điều khắc 60%, sức mạnh, chí mạng, tỷ lệ bất lợi ngũ hành tăng và bỏ qua né tránh. Cái hạt này là hồi trước chơi thi vương bang ảnh biêu như thế này luôn nè. Rồi cái nhẫn dưới hệ hỏa, sức mạnh, chí mạng, sát thương, chí mạng, đỡ đòn, thương pháp, tỷ lệ thọ thương giảm, điều khắc 60%, sức mạnh, chí mạng, tỷ lệ ngũ hành tăng và bỏ qua né tránh. Ngọc bội hệ hỏa, sức mạnh, tấn công, chí mạng, sát thương, chí mạng, tỷ lệ thọ thương giảm, thương pháp, điều khắc 60%, sức mạnh, bỏ qua né tránh, chí mạng và tỷ lệ bất lợi ngũ hành tăng. Qua cái áo cao hệ kim luôn, vật lý ngoại, chí mạng, sát thương, chí mạng, thời gian thọ thương, kháng chí mạng và miễn sát thương chí mạng cao rất là ngon luôn, điều khắc 60%, đỡ đòn, né tránh, kháng chí mạng và sinh khí. Cái đón hệ thủy, sức mạnh, kháng chí mạng, kháng hỏa, miễn sát thương chí mạng và thương pháp. Thù anh ấy biêu miễn sát thương chí mạng rất là nhiều luôn á mọi người, kháng chí mạng, đỡ đòn, né tránh và tỷ lệ bất lợi ngũ hành giảm. Máu 220k ghê thiệt. Rồi qua cái bao tay hệ bọc là sức mạnh, kháng chí mạng, sát thương chí mạng, sinh lực tối đa, kháng thổ và sinh lực tối đa cơ bản, điều khắc là 60%, kháng chí mạng, né tránh, tỷ lệ bất lợi ngũ hành giảm và đỡ đòn. Qua cái đai hệ thổ, sức mạnh, chí mạng, miễn sát thương chí mạng, sinh lực tối đa, sinh khí và kháng thủy, điều khắc 60%, kháng chí mạng, né tránh, tỷ lệ bất lợi ngũ hành giảm và sinh khí. Qua đôi dài hệ mộc, sức mạnh, sát thương chí mạng, bỏ qua né tránh, kháng chí mạng, tỷ lệ choáng giảm, miễn sát thương chí mạng, điều khắc 60%, sinh khí, kháng chí mạng, né tránh và kháng mộc. Diệt thế cực, tấn công, sinh lực tối đa, cơ quá ngũ hành, sinh lực tối đa cơ bản, chí mạng và đỡ đòn. Bắt nạ tiêu sử, sinh lực tối đa cơ bản, tấn công cơ bản, ngựa thành chủ, ngũ hành ấn bậc 11. Trang sức chí mạng, khi mà anh em thi đấu môn phái top 16 sẽ có trang sức mở ra chí mạng bán chắc chắn 100%, top sẽ mua. Bí kíp của anh ấy, dịch kinh kinh, chí mạng, thời gian thọ thường giảm, quá ngon. Cửu âm chảo, tấn công kháng tất cả, thời gian suy yếu giảm. Đoạn môn đao, tấn công kháng tất cả, kháng chí mạng. Và hỗn nguyên công, tấn công kháng tất cả, thời gian chẳng giảm. Tuyệt học anh ấy full cam, sức mạnh, vật lý ngoại, tỷ lệ thọ thương, thời gian thọ thương, miễn sát thương, chí mạng, kháng chí mạng, chí mạng, sát thương, chí mạng. Anh ấy là build cho thiên dương bang, hồi trước anh ấy thiên dương bang nhưng mà chơi cho con tiêu dao kiếm cũng ok á. Khí quán trường hồng hệ thổ 80%, 80/100, lôi sát ngoại 600 điểm, kháng chí mạng 600, sinh lực tối đa 13k, có 23.75% tỷ lệ tăng 25%, tấn công cơ bản, duy trì 6 giây, chờ 30 giây. Cố nhược kim thang hệ thổ, bỏ qua kháng thổ 600 điểm, kháng chi mạng 600, miễn sát thương bạo kích 600 luôn. Khi bị tấn công có 23.75%, tỷ lệ kích hoạt giảm thương 20%, duy trì 6 giây, thời gian chờ 30 giây. Sinh sinh bất tức, chí mạng 600 điểm, kháng tất cả 601, sinh lực 13k. Khi mà chúng ta tấn công vô đối phương sẽ có 23.75% tỷ lệ kích hoạt bất diệt, là cái khả năng hồi máu của chúng ta tăng lên, chúng ta hồi ngay 25% sinh lực luôn, thời gian chờ 15 giây, ngon vãi, ngon ghê hả. Kinh mạch của anh ấy, đốc mạch đã lên tầng 4, nhâm mạch lên tầng 3, xung mạch là 3, đế mạch là 3 luôn, âm duy lên tầng 3, dương duy tầng 3,
Âm Khiêu tầng 4 và Dương Khiêu tầng 4. Thực sự là cái thằng kinh mạch này mình thấy là nó đúng tốn luôn á, tốn vải nồi luôn. Rồi, Tông Sư, hiện tại Tông Sư anh ấy vừa chơi hài thổ vừa chơi hài mộc luôn. Chơi hài mộc chắc lấy là kháng chí mạng, bỏ qua để tránh được cái kiểu đúng không? Đây là nhân vật mình thấy là chỉ có những người mà thích chơi những cảm giác mới lạ và chuyển qua thôi. Chứ môn phái tiêu giao kiếm là một môn phái nên phải được fit lại. Nếu như chơi theo thiên hướng khống chế, tốc độ đánh thường phải nhanh lên, nhanh lên 50% nữa. Rồi chiêu lướt phải có choáng là ok, là môn phái tiêu giao nó sẽ vui lắm, BK sẽ vui lắm. Và video của mình sẽ kết thúc tại đây. Nếu thích video này, các bạn nhớ like, share và subscribe kênh MV của mình. Đừng quên nhấn vào cái chuông, cái đồng cái chuông kế bên để có thể nhận được những thông báo mới khi mà mình vừa up video mới lên nha anh em ơi. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn lại các bạn trong những video lần sau. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.